Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và hôm nay sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe đua đến từ thương hiệu của Đức Sava SV Top. Đây là một chiếc xe phiên bản rất hiếm các bác nhé. Đây là một chiếc xe được thiết kế cho riêng bên thị trường châu Âu. Và hôm nay về một chiếc còn hình thức còn rất là đẹp, trên 90%. Dần sẽ vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, mẫu xe đua Sava hôm nay em về là có tông màu, chủ đạo tông màu đen. Điểm nhấn là những đường chỉ sơn màu bạc. Đây mẫu Sava SV Top. Theo tìm hiểu trên Google thì đây là một phiên bản cực hiếm các bác nhé. Đây có chữ European Standard, tiêu chuẩn châu Âu. Đây là một chiếc xe được sản xuất ra để phục vụ riêng cho thị trường châu Âu đó nhé. Có thể lên Google thì search về dịch cái dòng chữ này. Trên khung đây thì qua xuất xứ chiếc xe Design Germany, là thiết kế ở Đức. Cùng những dòng chữ để thiết kế cũng rất là đẹp, bắt mắt các bạn nhé. Top series. Em đánh giá chiếc xe này nguyên zin, tất cả đồ đều là của Sava. Hồng yên này, hồng yên, yên đều nguyên zin Sava. Đến bộ bánh của Sava luôn, bánh nhôm và được nâng cấp. Xe được có một bộ lốp rất là cao cấp, Continental, lốp hiệu. Các bác nào đi đạp xe qua cũng có thể biết về bộ lốp này, thương hiệu lốp rất là nổi tiếng trên thế giới luôn. Xe trang bị 9 tầng lip các bác nhé. Và củ đề của Simonosora, đùi đĩa chủng giống. Và đĩa của Simonosora với đánh giá bộ khung. Bộ khung của xe rất là mới, trên 90%. Khung nhôm cũng rất là nhẹ luôn. Bên dưới thì cũng có số khung thôi nhá, in thẳng vào khung luôn, khung chính hãng. Vâng, càng carbon của Sava Top. Phía bên trên đây các bác có thể thấy ghi đông nguyên zin của Sava và phốt của Sava luôn, nguyên bản theo xe. Tay quấn rất là đẹp, sẽ được sử dụng bộ tay lắp của Shimano-Sora, 9 tầng lít và 2 đĩa cho xe 18 tốc độ. Vành của Sava RC 1008. Vành rất đẹp các bác nhé. Xe cao cấp được đi game sườn. Được đi game sườn nữa. Bây giờ sẽ đi vào đo chiều cao khung đứng của xe. Xe chiều cao khung đứng là 49 các bác nhé. Ngang là 51, 52. Của các bác từ 1m6 đến 1m73 bình quân xe này.
sẽ đi vào chuyển động 9 tầng lip. Bộ chuyển động của Sora lên lip. Xuống lip. Phía bên tay phải một đĩa 2 tầng của đĩa trục rỗng. Lên đĩa. Gạt đĩa của Sora luôn. Bay rất là bon, rất là đều. Vâng, em vừa đánh giá xong chiếc xe Sava SV Top, chiếc xe đến từ thương hiệu của Đức. Chiếc xe được chiếc xe là phiên bản được sản xuất riêng cho thị trường châu Âu. Xe được bán tại cửa hàng mức giá là 9,5 triệu miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển đến tiền và bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975 709 93 để xem những ảnh chi tiết về chiếc xe, lên YouTube theo dõi kênh xe đạp và nhấn chiếc chuông để được nhận những thông báo mới nhất về chiếc xe đẹp có tại cửa hàng em. Xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.